Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự đầu giờ trên kênh truyền hình Thông Tấn. Một sự kiện có tính lịch sử sẽ diễn ra trong ngày hôm nay khi nữ hoàng Margrethe của Đan Mạch, vị quân chủ còn sống, có thời gian tại vị dài nhất ở châu Âu, sẽ chính thức thoái vị sau 52 năm trị vì. Đông đảo người dân quốc gia Bắc Âu đã sẵn sàng đón chờ thời khắc nhiều cảm xúc này. Những ngày này, đường phố trên khắp thủ đô Copenhagen đã được trang hoàng rực rỡ để chào đón thời khắc lịch sử khi nữ hoàng Margrethe, 83 tuổi, sẽ tổ chức lễ thoái vị và nhường ngôi cho Thái tử Frederick, 56 tuổi. Nhiều người dân Đan Mạch cũng đã bày tỏ những cảm xúc trước sự kiện đặc biệt này. Dù không quan tâm tới việc hoàng gia, nhưng tôi đã có chút rùng mình khi nữ hoàng Margrethe trong thông điệp năm mới tuyên bố sẽ thoái vị. Tôi nghĩ đó là một thời khắc khá cảm xúc. Đây không phải là một ngày buồn bởi chúng tôi sẽ chào đón vua và hoàng hậu mới. Mọi người đều rất vui vẻ và đều cho rằng đây là thời điểm đúng để nhường ngôi. Để ghi dấu thời khắc trọng đại này, một số tiệm bánh thậm chí đã chuẩn bị sẵn những sản phẩm theo phong cách hoàng gia, cũng như những loại bánh có in tên vị vua mới của Đan Mạch Frederick. Dự kiến lễ thoái vị và kế vị ngai vàng sẽ diễn ra vào 20 giờ hôm nay theo giờ Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên trong gần 900 năm qua, một vị quân chủ Đan Mạch thoái vị. Nữ hoàng Margrethe lên ngôi năm 1972, trở thành người tại vị lâu nhất ở châu Âu, sau khi nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị qua đời hồi tháng 8 năm 2022. Israel hôm qua đã tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự tại dải Gaza, trong bối cảnh cuộc xung đột với lực lượng Hamas tại đây đã kéo dài sang ngày thứ 99. Quân đội Israel tuyên bố đã tấn công nhiều mục tiêu của Hamas ở khu vực phía nam Khan Yunis và trung tâm dải Gaza. Trong khi đó, Hamas khẳng định đã tấn công một máy bay trực thăng của quân đội Israel. Những người dân tại trung tâm Gaza cho biết tình hình giao tranh diễn ra ác liệt tại khu vực này và Israel đã tiến hành pháo kích lẫn không kích nhằm vào một số khu vực dành cho người tị nạn. Tuy nhiên, quân đội Israel khẳng định chỉ nhằm vào những mục tiêu quân sự của Hamas. Cơ quan y tế Gaza cho biết các cuộc tấn công của Israel đã khiến 135 người Palestine thiệt mạng cùng hơn 300 người khác bị thương trong 24 giờ qua. Cơ quan này cũng xác nhận đã có tổng cộng hơn 23.800 người thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 10 năm ngoái. Bên cạnh việc đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại Gaza, quân đội Israel hôm qua cũng đã tiến hành một cuộc đột kích nhằm vào một trại tị nạn ở khu vực Tubas tại khu bờ Tây. Hiện vẫn chưa có thông báo về thông tin thương vong liên quan tới chiến dịch này. Trong khi đó, tại thủ đô London của Anh, hàng nghìn người ủng hộ Palestine đã tập trung để kêu gọi ngừng bắn cho xung đột hiện nay. Đây là một hoạt động nằm trong ngày hành động toàn cầu diễn ra tại 30 quốc gia để phản đối chiến dịch quân sự hiện nay của Israel tại Gaza. Ít nhất 33 người, phần lớn là trẻ em, đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một vụ lở đất nghiêm trọng do mưa lớn tại khu vực Tây Bắc Colombia. Hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực chạy đua với thời gian và vượt qua trở ngại do điều kiện thời tiết để tìm kiếm những người còn sống sót. Thông báo hôm qua của Phó Tổng thống Colombia Francia Marquez trên mạng xã hội X cho biết, theo báo cáo sơ bộ, phần lớn trong số 33 người thiệt mạng là trẻ em. Trước đó, nhà chức trách cho biết trận lở đất xảy ra hôm 12 tháng 1 tại một tuyến đường kết nối giữa hai thành phố ở tỉnh Chocó, khiến 23 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Tổng thống Gustavo Petro cho biết đã triển khai mọi nguồn lực có thể để cứu hộ nạn nhân trong vụ việc này. Nhiều binh sĩ cũng đã được huy động, tuy nhiên do nhiều tuyến đường bị phong tỏa, lực lượng cứu hộ và cứu hỏa hiện gặp rất nhiều khó khăn để đến được khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do lở đất. Tỉnh Chocó, nơi xảy ra lở đất, nằm ở ven Thái Bình Dương và có một rừng nhiệt đới lớn đã hứng chịu mưa lớn trong 24 giờ trước đó, trong khi phần lớn lãnh thổ Colombia lại trải qua tình trạng hạn hán nặng. Bất chấp điều kiện thời tiết mưa gió, hàng chục tình nguyện viên đã tham gia thu nhặt các hạt nhựa trôi giạt tại bãi biển vùng Galicia, Tây Bắc Tây Ban Nha, vốn đang gây quan ngại rất lớn về môi trường. Các tình nguyện viên cùng người dân thị trấn Ribeira và Corubedo đã sử dụng chổi cùng nhiều dụng cụ để thu lượm các hạt nhựa nhỏ màu trắng trên bãi biển Barreiras. Hàng triệu hạt nhựa đã trôi giạt vào bờ biển Tây Ban Nha sau khi ít nhất một container đã rơi khỏi một tàu hàng khi đang ở ngoài khơi nước láng giềng Bồ Đào Nha hồi tháng trước. Tuy nhiên, việc chính quyền địa phương Galicia không có hành động dọn dẹp bãi biển ô nhiễm đã gây phản ứng mạnh mẽ của người dân Tây Ban Nha.
Thật là một thảm kịch. Tại Florida, từng xảy ra một vụ dầu loang ở biển và chúng tôi phải mất rất nhiều năm để dọn dẹp. Bãi biển nơi đây thật hoang sơ và tuyệt đẹp. Chính vì thế, việc nhìn thấy rác thải công nghiệp trôi dạt ở đây khiến người ta đau lòng. Khi chúng tôi mới tới, dường như không có gì nhiều để dọn cả. Thế nhưng ngay khi chúng tôi bắt đầu, các hạt nhựa tiếp tục xuất hiện. Thật là một công việc mệt mỏi, nhưng chúng tôi cảm thấy mình đang làm điều gì đó quan trọng. Dự báo một trận bão sẽ xảy ra trong cuối tuần tại Galicia, khiến hạt nhựa nhiều khả năng sẽ bị sóng cuốn đi và việc thu nhặt trên cát ướt sẽ càng khó khăn hơn. Hạt nhựa được dùng để sản xuất vật dụng hàng ngày, từ chai nước cho đến túi đồ. Đây là một trong các loại rác thải nhựa xâm nhập đại dương và sông ngòi thế giới. Nhiều báo cáo cho thấy đang có khoảng 10.000 tỷ hạt nhựa gây ô nhiễm hệ sinh thái biển hàng năm. Giờ đây, với sự kết nối thông tin không giới hạn, chúng ta có thể học rất nhiều thứ từ Internet. Trong đó có cả việc tự chế ra pháo nổ, một việc làm nguy hiểm cần tới kỹ thuật, cũng như các yếu tố an toàn rất khắt khe. Với sự tò mò vốn có của nhiều bạn trẻ, thì giờ đây rất nhiều bạn đã thử làm theo các clip hướng dẫn và có những tai nạn đáng tiếc đã xảy ra. Cơ quan chức năng và các chuyên gia về chất nổ tại nhiều quốc gia đang ra sức kêu gọi người dân hãy cẩn trọng và không nên bắt chước làm theo những clip hướng dẫn không an toàn đó. Vụ nổ này xảy ra bởi một hoạt động tự chế pháo trái phép ở một khu đông dân cư của Mỹ, một hành động vô cùng nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng. Sức công phá của nó rất lớn, có thể làm đổ sập cả một căn nhà. Một việc làm nguy hiểm như vậy lại diễn ra trong nhà dân, không có thiết bị bảo hộ và gần rất nhiều nguồn có thể bắt cháy. Không ai muốn những điều đáng tiếc xảy ra. Chỉ cần gõ từ khóa trên YouTube, hàng chục video liên quan hướng dẫn rất chi tiết từ các khâu như chọn vật liệu, liều lượng, cách trộn các loại hóa chất, cách quấn pháo để làm sao cho quả pháo thành phẩm tự chế có thể nổ to nhất, đạt hiệu quả nhất. Chưa dừng lại, để thể hiện việc dạy làm pháo uy tín của mình, chủ các video còn đốt thử các quả pháo vừa được quấn để chứng minh sức nổ lớn và tác dụng. Những video trên thu hút hàng trăm lượt xem, thậm chí có cả triệu lượt xem. Điều đáng nói, dù các video đã được đăng tải khá lâu, nhưng đến nay vẫn đang tồn tại và lượt xem vẫn tăng lên theo thời gian và thu hút hàng trăm bình luận cổ suý. Việc tự chế pháo tại nhà ngày càng trở nên khó kiểm soát hơn khi có rất nhiều những quảng cáo bán pháo tự chế tràn lan trên mạng ở Mỹ. Và điều đáng nói là có rất nhiều người đặt mua chúng. Bạn mua những quả pháo này mà không biết bên trong chứa những gì, ai làm nó, sức nổ nó như thế nào, nó nhanh tới mức nào, nó chứa rất nhiều những hiểm họa mà chúng ta không lường trước được. Để nâng cao ý thức cho người dân, nhiều buổi thử nghiệm như thế này đã được tổ chức, những bài học giáo dục trực quan về sự nguy hiểm của những quả pháo không đạt chất lượng, hy vọng sẽ có sức ảnh hưởng hơn nhiều những lời nói. Hôm nay, những quả pháo chúng tôi làm ra đều dùng những chất liệu dễ tìm mua ở các cửa hàng hóa chất, siêu thị. Chúng tôi muốn người dân thấy những sự nguy hiểm khó lường khi các hợp chất này gặp nhau không đúng cách. Giáo dục là điều cần thiết để tránh xa những hiểm nguy, nhưng quan trọng hơn là ý thức bảo vệ bản thân cũng như cộng đồng trong mỗi hành vi của mỗi người. Lễ hội khinh khí cầu quốc tế đã chính thức khai mạc tại thành phố Santiago của Chile. Sự kiện đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách quốc tế cũng như người dân địa phương. Sự kiện năm nay có sự tham gia của hàng chục khinh khí cầu với hình dạng và màu sắc đa dạng đến từ khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là một trong những lễ hội khinh khí cầu lớn nhất trên thế giới được tổ chức thường niên trong 20 năm qua. Những người tham gia sự kiện, đặc biệt là các em nhỏ, đều tỏ ra vô cùng thích thú khi có thể tận mắt chiêm ngưỡng nhiều khinh khí cầu màu sắc. Một trong những hoạt động nhận được nhiều sự quan tâm trong lễ hội là khi vào buổi tối, khinh khí cầu sẽ được hạ xuống để chính thức khép lại một ngày với nhiều màn trình diễn ánh sáng và âm nhạc. Lễ hội khinh khí cầu quốc tế năm nay được tổ chức lần đầu tiên tại Mexico. Lễ hội khinh khí cầu quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Mexico vào năm 2002. Kể từ năm 2010, lễ hội đã trở thành một sự kiện thường niên. Sự kiện năm nay đánh dấu việc lần đầu tiên Chile đăng cai và cũng là lần đầu tiên lễ hội khinh khí cầu này được tổ chức tại một quốc gia Nam Mỹ. Tiếp theo chương trình là mục con số trong tuần qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tiểu mục con số trong tuần trên sóng truyền hình Thông Tấn. Thưa quý vị và các bạn, con số mở đầu tiên mở đầu cho tiểu mục chúng tôi ngày hôm nay sẽ là 92. Vâng, và đây là số tuổi của bà Carmen Del Office. Điều đáng nói là dù đang ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng bà Carmen vẫn đang theo đuổi sự nghiệp người mẫu và được biết đến là người mẫu lớn tuổi nhất trong ngành thời trang.
Lần đầu tiên bà Carmen bước vào thế giới thời trang là năm 13 tuổi. Khi đó, trong lúc ngồi trên xe buýt đến lớp học múa ballet, bà đã được vợ của nhiếp ảnh gia Herman Lanshoff tiếp cận và đề nghị chụp thử. Dù chưa thành công ngay lần đầu tiên, nhưng không thể phủ nhận cái duyên với nghề người mẫu của cô gái trẻ khi đó. Chỉ 2 năm sau, ở tuổi 15, Carmen xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue danh tiếng. Năm 2023, ở tuổi 92, bà Carmen Del Orefice lại xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue với tư cách là người mẫu lớn tuổi nhất thế giới. Vâng, và một con số tiếp theo cũng đến từ một người phụ nữ. Tôi đang nhắc tới cô Afua Astewa Osu Adonam đến từ Ghana. Mới đây thì cô đã ghi tên mình vào danh sách kỷ lục Guinness bằng thử thách hát liên tục trong vòng 126 giờ 52 phút, tức là gần 5 ngày rưỡi. Theo trang Audity Central của Anh, tháng trước, cô Afua, nhà ủng hộ quyền phụ nữ, nhà báo và nhà tổ chức sự kiện, đã đánh bại kỷ lục thế giới đã tồn tại hơn một thập kỷ. Cô đã hát không ngừng nghỉ suốt 126 giờ 52 phút dưới sự giám sát của bác sĩ. Cô Afua bắt đầu khoe giọng hát của mình vào đêm Giáng sinh 24 tháng 12 năm 2023 tại một địa điểm ở sân bay quốc tế Kotoka, thủ đô Accra, Ghana. Hàng nghìn người, trong đó có các chính trị gia hàng đầu ở Ghana, nhiều nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực nghệ thuật và truyền thông, cũng như khách du lịch đến đất nước Tây Phi này đã có mặt tại buổi trình diễn để cổ vũ cô. Trên các nền tảng mạng xã hội cũng tràn ngập những lời động viên và khích lệ dành cho Afua. Vâng, sau 16 năm cải tạo và tốn khoảng 20 triệu euro, tương đương với khoảng 21 triệu đô la Mỹ, cung điện cổ Aigai, nơi Alexander Đại Đế lên ngôi vương quốc cổ đại Macedonia, Hy Lạp, đã mở cửa để chào đón công chúng đến tham quan. Cung điện Aiga có từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên, trải rộng trên 15.000 m2. Ở Athens, đền Parthenon và cung điện Aiga là một trong những địa điểm quan trọng nhất của Hy Lạp cổ đại. Địa điểm này bao gồm cung điện hoàng gia cùng một dãy cột bao quanh cung điện và Agora, nơi người Macedonia cổ đại tranh luận về những vấn đề quan trọng. Dự án khôi phục cung điện Aiga bắt đầu vào năm 2007 với sự giúp đỡ của Liên minh châu Âu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, siêu tàu du lịch Icon of the Sea sẽ chào đón những hành khách đầu tiên trong chuyến ra khơi đầu tiên vào ngày 27 tháng 1 tới đây tại Miami, Florida của Mỹ. Và chuyến đi kéo dài trong 7 ngày xung quanh khu vực Caribe. Con tàu trị giá 2 tỷ đô la Mỹ của hãng tàu Royal Caribbean được cho là lớn gấp 5 lần tàu Titanic. Với chiều dài 365 m, rộng 65 m cùng 20 tầng, Icon of the Sea được cho là có kích thước gấp 5 lần con tàu Titanic lịch sử. Tàu đạt trọng tải 250.800 tấn, có thể chứa cùng một lúc gần 8.000 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn. Được ví như thành phố nổi khổng lồ trên biển, tàu Icon of the Sea có công viên nước trên biển lớn nhất thế giới, 8 khu phố và khoảng 40 quán bar và khu ăn uống khác nhau, mang đến cho hành khách những giây phút giải trí mới lạ. Thưa quý vị và các bạn, Argentina đang phải đối mặt với mức lạm phát hàng năm lên tới 200% trong năm 2023, là một trong những tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới. Việc này khiến cho bữa ăn của nhiều người có sự khác biệt đáng kể. Giá thịt và rau tăng phi mã khiến người dân khó có thể chi trả cho các bữa thịt nướng BBQ, vốn là hoạt động yêu thích gắn kết gia đình và bạn bè. Tôi rất vui khi được mời bạn bè tới ăn thịt nướng, điều đặc trưng ở Argentina. Giờ đây điều đó là không thể. Nào thịt, nào rau với một bữa tiệc ít nhất 4 hoặc 6 người. Lạm phát tại Argentina lên tới 200% vào năm 2023, một trong những mức cao nhất thế giới. Chi phí hàng hóa tăng đặc biệt nhanh, ảnh hưởng đến ví tiền của người dân do tiền lương và lương hưu không theo kịp. Điều xảy ra là không có gì rẻ. Ví dụ, trước khi bạn mua rau, bạn phải cân nhắc xem mình mua bao nhiêu. Trước đây bạn mua theo cân, bây giờ chỉ 3 hay 4 củ khoai để chúng không bị hỏng. Theo đơn vị, không phải theo cân nữa. Trong khi lạm phát cao đã đeo bám Argentina nhiều năm, tốc độ tăng giá hiện nay đang ở mức cao nhất kể từ đầu những năm 1990, khi nước này đang thoát khỏi thời kỳ siêu lạm phát. Chúng tôi đang mất phương hướng về giá cả. Có lúc tôi tính tiền nhầm cho khách từ 15.000 peso lên 35.000 peso, nhưng vị khách ấy vẫn rút ví ra trả như thường. Người tiêu dùng đã và đang phải quen với những mức giá cao chưa từng thấy. Tôi mua ít thứ cho bản thân hơn mức tôi muốn. Có vẻ như chúng tôi đã quen với điều đó. Ở đây đã có một điều gì đó hết sức tự nhiên, lạm phát và thay đổi giá cả. Tân Tổng thống Javier Milei đang tìm cách áp dụng các biện pháp thắt lưng buộc bụng cứng rắn để giảm lạm phát, giảm thâm hụt tài chính sâu sắc
và xây dựng lại kho bạc của chính phủ. Nhưng ông Milley cảnh báo rằng sẽ mất thời gian và mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn trước khi đi vào quỹ đạo ổn định.